Hello, SB Tony Omachi. Xin chào mừng mọi người quay lại với channel review nước của mình Tuấn nha. Chào mọi người vào một giờ chiều ngày chủ nhật. Chúc mọi người có một ngày cuối tuần thật nhiều niềm vui. À, hiện tại là thời tiết đó trời nó diêm zim ha, nó không có mát, đứng gió hơi oi oi nhưng mà nó cũng không có nắng nóng. Thì rất là phù hợp để Tuấn review chai nước hoa mà theo rất là nhiều yêu cầu, một vài cái comment của các bạn yêu cầu Tuấn review thương hiệu Biredo và đây là cái chai nước hoa mà duy nhất của Birodo tuấn sở hữu đó là chai rose of no man land thì uh, kể mọi người chút xíu vì sao cái chai này tuấn mua và mua về tới bây giờ chắc xịt ra được hai lần <laughs> mua khá lâu rồi nha sau khi mà mình lỡ yêu cái nốt hoa hồng của chai Amouage lyric man thì tiếp tục sau đó là mình bắt đầu một cái công cuộc đi chinh phạt những cái nốt hoa hồng tìm kiếm những nốt hoa hồng làm sao để mà kiếm được một cái nốt hoa hồng mà nó thú vị như Lyric Man của Amos nhưng mà thực sự là kiếm không ra Thì đây là một trong những cái chai mà Tuấn lai bay hoàn toàn vì Chai này thì cái thời điểm Tuấn mua nó không có trên thị trường Việt Nam luôn Hoặc là lúc đó nó cháy hàng Thì kiếm không ra và phải nhờ bên các boss ở bên kho sĩ order từ nước ngoài về chờ suốt 3 tuần, 4 tuần gì đó Đem về và hân hoan bóc siêu Bóc siêu xong thử mùi và ốm nó tới bây giờ luôn Có nghĩa là đây là một cái nốt hoa hồng mà Tuấn không thích mấy Thì nó như thế nào thì hôm nay tuấn sẽ review cho rose of Nomaland hồng ở Chốn không người rose of Nomaland thì thương hiệu virado theo tuấn được biết là cũng là một cái thương hiệu à, có cùng chung một nhà sáng lập với thương hiệu điệp tích thì điệp tích là một cái nhà điều chế hương liệu nước hoa và à, chủ yếu là họ sản xuất nến thơm à, những cái à, nến thơm và hương liệu cho những buổi tiệc hoàng gia của à, cho hoàng gia anh ha thì đây cũng là một cái thương hiệu khá là nổi tiếng niche của thương hiệu chung nhà sáng lập với điệp tích thì birado uh, thì ra khá nhiều chai và những cái chai của họ thì mang một cái tính chất là nó cũng là thanh thuần cũng là nhẹ nhàng nhưng mà theo tuấn cảm nhận thì nó có một chút gì đó nó cá tính hơn điệp tích điệp tích thì nó thiên về cái gu gọi là thực sự là nhẹ luôn á nhẹ nhàng và thư giãn thoải mái nhưng mà Birodo thì có một gì đó nó phá cách hơn thì chai hồng ở chỗ không người này như thế nào đây là cái box của nó khá là to ha một cái chai nước hoa à, giá cũng khá là chát và khi chúng ta mở ra thì đây là lớp ở ngoài và sau đó phía trong là một cái hộp giấy cứng có cái tên à có cái chữ b là cái logo của nhà Birodo và hai bên hông thì có hai cái siêu ha mà khi chúng ta mở ra thì chúng ta phải cắt hai cái siêu hai bên này Ok, sau khi mở cái hộp ra thì cái chai nước khoa của chúng ta được nằm như thế này trong hộp Một cái đế bằng giấy cứng Cũng như là có một cái cạc của Birodo Mở cái cạc này ra Nó giống như là một cái thiệp nhỏ xíu vậy đó À, manual của Birodo Đây là một cái manual của Birodo ha Để trong một cái phong bì thì thiết kế khá là thanh lịch nó khá là thanh lịch ok rồi và cái chai nước hoa của chúng ta là như vậy birado thì cái thiết kế chuẩn của họ là một cái chai lùng lùng tròn lùng và cái nắp nó về đây và cái tem của nó thì nó rất là đơn giản chỉ là tông màu trắng đen thôi và cái chút nước hoa này thì nó màu trong nó hơi ngà ngà một chút xíu thôi ok bây giờ tuấn sẽ cái này là một cái nắp bằng nhựa. Ở phía trong có một cái chữ B, cái ký hiệu cái logo của Birodo, Ồ, nó không có nhỏ xíu à. Ở phía sau ở trong cái nắp luôn. Và chai này thì trên cái viền của cái này nó ghi là Biro made in France, một cái phiên bản được sản xuất ở Pháp. Và ở trên cái đúng xịt thì nó có chữ B nè. để nét đi, đây. Đây, cái logo của Birodo ha. Rồi bây giờ Tuấn sẽ tiến hành xịt lại cái chai này Cổ tay mình còn mùi thôi mình xịt qua mua bằng tay Đây Ừ. Cái nắp này là cái nắp cũng 500 nha mọi người Nắp thích Thật sự là cách đây mấy năm Tuấn xịt chai này Tuấn không phê mấy Bây giờ xịt lại thấy nó phê hơn <laughs> Tại sao lại như vậy? thì uh, có những cái chai nước hoa đặc biệt là những chai nước hoa niche khi mọi người mới mua về và mới xịt thì thường thì nước hoa niche nó có cái cá tính riêng và khi chúng ta khi mà chúng ta quen mũi với những cái chai uh, uh, phổ thông designer thì chúng ta sẽ khó để tiếp nhận những cái cá tính lạ và độc đáo đặc sắc của những chai niche thì đó là lý do khi mà tuấn mới xịt cái chai này á uh, lúc mà mới đem về thì cái Hương của cái chai này nó làm cho mình cảm thấy nó không có thú vị lắm, nó không có nịnh mũi lắm. Mặc dù đây chỉ là một cái nốt rất là đơn giản và nhẹ nhàng thôi. Ừ, nhưng mà bây giờ khi ngửi lại thì cảm thấy cái chai này khá là thú vị và mình có thể mình tăng điểm hoặc là bây giờ mình sẽ tiến hành mình sử dụng nó nhiều hơn. Thì chủ điểm của cái chai này khi mới xịt ra hoàn toàn là một cái mùi hoa hồng tươi một cái mùi hoa hồng tươi và nó có một chút gì đó nó giống như là cái mùi nó hơi linh men á không biết thì uh, tuấn cảm giác là như vậy mình xịt thêm một shot nữa cái mùi này nó khá là nhạt cho nên là tuấn xịt thêm một shot nữa trên mua bàn tay để review thêm một cái nốt hoa hồng rất là tươi ha tươi sáng và có một chút gì đó mà tuấn ngửi giống như là cảm giác giống như là mùi lên men của trái cây á một chút uhm. Uhm. một cái mùi thanh một cái mùi trái cây rất là thanh kiểu đại khái như vậy và sau đó cái hậu nó mang lại một chút xanh một chút gì đó nó hơi xanh xanh nó cái kiểu cái mùi nó hơi mùi lá một chút chỉ có vậy thôi thì cái nốt chai cái nốt mùi của chai này rất là đơn giản tuấn cảm giác đây là một cái chai có cái nút mùi nó khá là đơn giản nhẹ nhàng thanh thoát thư giãn và cảm giác là cái chai này cái độ lưu mùi của cái chai này nó không tốt vì khoảng một thời gian ngắn sau cái tinh dầu nó còn bám trên cổ tay của mình nè nhưng mà chỉ một thời gian ngắn sau thì cái nốt thương nó nhạt đi ừ ừ hoặc là nó tỏa ở cái vui diện rất là dịu luôn thì đây là một cái chai nước hoa mà chủ điểm của chai nước hoa này là hoa hồng Một cái nốt hoa hồng khá là tươi ha Tươi sáng Và một cái mùi trái cây hơi thanh thanh Giống như nó có cảm giác nó hơi linh men Và cuối cùng là một cái mùi xanh Một cái mùi xanh của lá Thì đó là tất cả những cái gì mà Tuấn Cảm nhận được Từ cái nốt hương này Ngay từ cái ngày đầu mình xịt cho đến bây giờ thì cái nốt hương nó cũng như vậy Bây giờ chúng ta sẽ đi qua những cái Đánh giá của Fragrantica về cái chai Rose of No này một cái tên khá là thú vị hoa hồng ở chút không người cái kiểu như là hồng dại hồng dại chứ không phải là cái hoa hồng mà được người ta chăm bón thì uh, Fragantica đánh giá chai này được 4.12 điểm trên 5 một cái số điểm cũng khá khá ha và chai này được mắc vào năm 2015 cũng đã 6 năm rồi thì uh, um, cái chai này với cái tông mùi chủ đạo Hai tầng hương luôn, tầng hương đầu và tầng hương hot notes Đều có nốt hoa hồng Thổ Nhĩ Kỳ Cái loại hồng đỏ của Thổ Nhĩ Kỳ ừ. Mình không phân biệt được cái mùi hồng chỗ này chỗ kia Nhưng mà cái mùi hồng của Thổ Nhĩ Kỳ này Thì là tạo cho Tuấn một cái cảm giác nó khá là fresh, nó khá là tươi Một cái nốt hoa hồng khá là tươi Giống như là những cái cánh hoa hồng mà chúng ta vò ra Và nó cái, cái mùi ở trong cái cánh hoa hồng Mà sau khi bị vò ra một chút á nó lên cái mùi như vậy nó mang lại một cái cảm giác nó hơi nó hơi xanh xanh tươi tươi và nó hơi dập dập nó hơi có một cái chút gì đó nó ngay ngay cái mùi tươi tươi xanh xanh á và cái nốt tiêu đỏ ở cái nốt đầu tiên ở cái tầng hương đầu tiên tiêu đỏ tuấn không nghe rõ cái mùi tiêu đỏ thực sự là cái nốt tiêu á, trong cái um, những cái nốt tiêu ở trong những chai nước hoa thì nốt tiêu đen nó rõ ràng nó rõ ràng hơn rất là nhiều Giống như cái chai Dior Sauvage ở bản EDT thì có nốt tiêu đen và tiêu đỏ luôn Nhưng mà ở bản EDP thì khi người ta cắt bớt cái nốt tiêu đen rồi thì chỉ còn cái nốt tiêu đỏ thôi Và gần như là Tuấn không nhận ra được cái mùi tiêu đỏ trong cái chai Dior Sauvage EDP Thì cái tiêu đỏ trong chai này cũng vậy Nó không hề tạo cho Tuấn một cái cảm giác ấm và nồng như là cái nốt tiêu đen Cho nên mình không nhận ra được nốt tiêu đỏ trong chai này Tầng hương thứ hai thì ngoài nốt hoa hồng Thổ Nhĩ Kỳ ra thì họ có Thêm một cái nốt là hoa dâu Raspberry hoa Việt quốc Thực sự là cái nốt hoa Việt quốc thì mình cũng không có nắm Tại vì Tuấn nghĩ cái nốt hoa Việt quốc thì nó cũng không có cái mùi gì nó quá là đặc thù Cái trái Việt quốc thì chúng ta có thể ngửi mùi được nhưng mà cái hoa Việt quốc thì mình đã từng đi Đà Lạt mình lên những cái vườn trồng dâu ở Đà Lạt Nhưng mà Mùi hoa dâu Tây hay là mùi hoa Việt quốc Thật sự là nó không để lại một cái ấn tượng gì với Tuấn cả và cái tầng hương cuối bao gồm Papyrus là một cái loại cây thân thảo à, gọi là cây cối Thì Tuấn đã review cái em này ở chai, cái nốt này thì Tuấn nhận ra ở cái chai Santan 33 của Le Labo à, Cái mùi Papyrus này nó hơi giống như là cái mùi à, cái cây thủy trúc ở Việt Nam mình ha Thì có thể là nhờ như vậy mà à, cái dry down nó hơi có một chút ấm À, có thể là nhờ vậy mà cái nốt hồng ở trong cái chai này nó có thêm một chút mùi xanh và một chút cái mùi nó hơi ngay ngái của dịp lục ha thực ra thì cái cây thủy trúc mọi người tước ra thì nó cũng chỉ là một cái mùi xanh đơn thuần chỉ là một cái mùi cỏ xanh thôi chứ nó không có cái gì đặc biệt cả và cái nốt cuối cùng của tầng base nốt là nốt amber thì mình nghe ra một chút mùi ấm thì chai này là một cái chai mà mặc dù cái điểm là 4.12 nhưng mà độ bám tỏa của chai này ở cái tầm là được đánh giá là chỉ ở mức trung bình chứ không phải là cao. À, độ bám của chai này thì Fragrantica họ list ra là bám ở cái mức moderate thôi, gọi là trung bình, khoảng 4 tiếng, 5 tiếng. Và cái độ tỏa của nó thì cũng chỉ thoang thoảng ở trong cánh tay, ở cái tầm gọi là moderate, trong cánh tay đổ lại. Thì đây là một cái chai mà mặc dù họ định nghĩa nó ở cái phương vị là unisex, nam và nữ xài được. Nhưng mà chai này thì tôi nghĩ nó sẽ hơi thiên về nữ nhiều hơn khoảng 70% nữ và 30% nam. Thì chai này khắc họa lên một cái hình ảnh một cái cô tiểu thư một cô tiểu thư mặc đồ trắng đi dạo trong vườn hồng. <laughs> một cái hình ảnh rất là nhẹ nhàng và rất là lãng mạn. Thì cái mùi hoa hồng thoang thoảng trong khu vườn đó nó là cái mùi của cái chai này nó rất là nhẹ nhàng, nó thanh, nó dịu và cái chai này thì tuấn nghĩ là nó sẽ phù hợp vào hai cái thời tiết chủ điểm đó là mùa hè và mùa thu. Mùa hè chúng ta xịt chai này rất tốt vì nó tạo nên một cái cảm giác tươi fresh của hoa hồng và mùa thu thì nó cũng tạo nên một cái một cái vị ngọt ngào và hơi ấm dịu ở phía sau giống như nắng thu gì đó. Thì đây là cái chai mà à, tuấn nghĩ là nó sẽ phù hợp với những bạn trẻ năng động, những bạn trẻ nhẹ nhàng. Các bạn nam xài chai này thì hơi bánh bèo ừ. Nhưng mà chai này sẽ, Tuấn sẽ Rất là phù hợp để Tuấn mix với một số những cái chai có tông mùi gỗ và tông mùi trầm Thì Tuấn sẽ mix cái chai này với những cái chai kia à, Hoặc là mix với lại cái chai Moleskine Để tạo nên cái độ Bí ẩn cho cái chai này cũng như là Tăng cái khả năng lưu tỏa của chai này Thì uh, Chai này thì Tuấn nghĩ là phù hợp với các bạn nữ nhiều hơn các bạn nam thì xà cha này thì mix mùi một chút thì nó sẽ hay hơn uhm, độ tuổi 18 20 đã sử dụng chai này được rồi hoặc là các chị ở trong văn phòng mà ở cái công việc nhẹ nhàng ngồi một chỗ uh, ít khi giao tiếp khách hàng đồ này kia đó thì xà cha này cũng rất là nhẹ nhàng dễ thương dễ thương cái chai này ở cái tầm mức dễ thương và thời tiết phù hợp đó mình đã nói rồi môi trường đi làm ha đi chơi, đi ăn uống nhẹ nhàng, đi cine Chai này không đủ tầm để đi vô những cái nơi mà chặt chém Chỉ ở nhẹ nhàng thôi Và tối xịt đi ngủ thì nó cũng ở cái phương diện nó khá là thư giãn ha à, Đó là tất cả những cái gì Về cái chai Rosot Nomadland Mình hơi tăng lên một chút Yêu mến cái chai này nhưng mà cũng không phải là một cái chai nó để lại một cái ấn tượng quá sâu đậm Nhà này thì Tuấn đang tò mò một cái chai tên là Purp à, khắc họa nên cái mùi trái cây rục à, hồi nãy nghe ra cái mùi trái cây hơi lên men Nhưng mà hoàn toàn không có cái mùi trái cây lên men trong cái chai này nha Chỉ là mình cảm tưởng như nó có một cái gì đó Nó hơi có một cái gì đó Nó nó hơi men men ở trong cái chai này Nhưng mà trong những cái nốt thương của chai Rose of này Thì hoàn toàn không có cái nốt trái cây lên men Nhưng mà cái chai thấp thì nghe đồn mình chưa test luôn nghe đồn là chai đó là có nốt trái cây lên men cho nên mình sẽ tìm cái chai đó để sưu tầm để có thêm một chai của Biro. Ok, mọi người cần thêm thông tin gì về order và review qua thì hãy liên hệ với contact Tuấn để ngay dưới đây. À, chai này Tuấn tạm thời chấm nó 8 điểm trên 10. Thấp hơn Frogantica một chút. 8 điểm thôi tại vì cái độ bám tỏa của chai này hơi yếu so với mình mong đợi và so với một cái thương hiệu uh, Birido, một cái thương hiệu niche và giá khá chắc nhưng mà cái độ bám tỏa như vậy thì hơi gây thất vọng nha cần thêm thông tin gì về order và review nước hoa thì hãy liên hệ với những contact, Tuấn đề ngay phía dưới cũng như là hẹn gặp lại quý vị vào clip sau mình không biết là mình sẽ review tiếp cái gì bây giờ coi như trả nợ xong ha thank you và hẹn gặp lại see you ăn tết vui vẻ nha um, um, quay bổ sung thêm một chút về cái mùi của cái chai này sau nửa tiếng tuấn uh, sau khi test nửa tiếng ha uh, thì bây giờ mình uh, đã feel được và có thêm một chút bổ sung À, cái mùi của cái chai này khi dry down nó sẽ ra một cái mùi rất là sạch sẽ của giấy có thể là cái mùi papyrus nó tạo nên một cái vị một cái một cái một cái, một cái loại mùi giống như là một cái tờ giấy sạch một cái tờ giấy mới à, có tẩm một chút mùi hoa hồng thì à, cái mùi của cái chai này nó cứ lẩn quẩn nó, nó lẩn khuất lẩn khuất xung quanh mình đó nó khá là nhẹ nhàng thì à, tuấn tin là cái chai này khi chúng ta xịt lên áo Tại vì đây là một cái chai mà nó sẽ không có một cái đốt hương gì để cộng hưởng với mùi cơ thể hay là mùi dao của chúng ta nhiều Cho nên để tăng cái độ gọi là bám tỏa của cái chai này thì Tuấn nghĩ là nó sẽ phù hợp để chúng ta xịt lên áo nhiều hơn Cái thứ hai nữa là để muốn tăng cái độ bám tỏa của chai này thì hãy thử bằng cách là trét một ít lotion lên cái vùng da mà chúng ta xịt Thì cái chai này nó sẽ đạt được cái độ tỏa cái độ bám và độ tỏa nó tốt hơn trên dao của chúng ta nhé và quay đi quay lại thì đây là một cái chai ở cái tầm mức gọi là một cái mùi thanh dịu sảng khoái và rất là thư giãn thư giãn thư thái thư giãn thư thái nãy mém nói là thư giãn à, à. <laughs> ok thì uh, ok mình mình sẽ xài chai này trong cái uh, những cái dịp mà mình ngồi trong xe hơi ngồi lâu nó sẽ rất là dễ chịu ừ. Uhm. thank you hey go see you